Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi cư sĩ Trần Hiến cùng bà Thượng Thích Huyền Biệt trụ trì chùa Liên Hoa. Xin thân ái kính chào quý thiện hữu của đài Ben 55.2 TV. Trong chương trình Phật Pháp và Đời Sống đến với vị mỗi buổi sáng, chúng con cung kính lãnh lễ Thầy, xin kính mời Thầy gửi lời chào đến Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Hòa Thượng Thích Huyền Biệt. Trân trọng kính chào toàn thể chư vị đồng hương và Phật tử khán giả của đài Ben TV. Kính chào cư sĩ Trần Hiến. Dạ, một Phật kính bạch Thầy. Hôm nay trong chương trình Phật Pháp và Đời Sống, chúng ta nói về năm giới, năm cái hảo pháp. Thay vì chúng ta nói về năm giới, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm và không uống rượu và các chất say, thì chúng ta nói đến cái năm cái hảo pháp, tức là cái năm cái pháp này hỗ trợ cho cái sự giữ gìn năm giới được tốt đẹp. Vì vậy chúng tôi thưa cái năm cái đầu tiên để mà hảo pháp, tức là giữ cho mình, phòng hộ cho mình để tránh được cái sự sát sanh, đó là cái tâm từ bi. Nói tới từ bi tức là nói tới cái tính hiền hòa, tới cái phương xét là mọi loài, sự thương xót mọi loài đó, tức là cái đó là cái tâm từ bi mà hầu như là ai cũng có. Bởi vì hồi xưa ông bà nói là nhân di sơ tánh bổn thiện, thì là cái sự bổn thiện đó nói lên là cái Phật tánh trong con người ai cũng có. Vì vậy chúng ta cố gắng mà phát triển, mà phát triển tốt thì cái tâm từ bi tốt, được cái sự hiền hòa, sự tốt đẹp đó, thì sẽ tránh được cái, giữ được cái giới là không sát sanh. Và cái thứ nhị là không trộm cắp. Muốn giữ được cái không trộm cắp đó, có cái pháp rất là tốt đẹp để mà giúp đỡ, đó là cái pháp mà chúng ta gọi là chánh mạng. Cái thứ nhị, chánh mạng tức là nuôi mạng sống một cách chân chánh, không gian tham. Tất cả mọi thứ này để hỗ trợ cho cái sự mà không có trộm cắp. Và cái thứ ba tức là sao, là không nói dối. Mà cái hảo pháp để giúp để không nói dối, đó là sự chân thật. Tất cả để nói lên cái tính ngay thẳng, sự thật thà, sự trong sáng, nghĩa là cái sự trung thực của nó. Bởi vì Đức Phật Ngài nói pháp của ta là pháp chân thật, tức là hãy nói lên tất cả sự thật. Và cái thứ ba là cái không tà dâm. Hãy muốn cái không tà dâm thì cái hảo pháp này, đó là phải thu thúc lục căn, tức là mình gọi là, nhà Phật gọi là thúc liễm dục tham, ngăn ngừa tất cả các ác pháp, thu thúc lục căn, tiết chế tham dục đó, để là hỗ trợ cho cái giới thứ ba, đó là giới không tà dâm. Và cái giới thứ tư là mình đã nói là cái giới này, thứ năm là chánh niệm tỉnh giác, tức là không uống rượu và các chất say. Mình muốn có giữ được cái căn mà cái hảo pháp tốt đẹp, tức là chánh niệm tỉnh giác, lúc nào mình cũng sống trong chánh niệm, và mình lúc nào mình cũng bén nhạy trong sự ghi nhớ và nhận thức để mình không làm sai, không làm những điều ác, tức là mình luôn luôn mình giữ trong cái chánh niệm, tức là trong cái sự tỉnh thức. Nếu mà người nào mà giữ hành động, việc làm, thân khẩu ý đều giữ trong cái thân, cái trong sự tỉnh thức, đó là người đó đã sống trong cái chánh định và chánh niệm. Vậy thì năm điều này nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều cái sự thuận duyên để giữ cho cái giới luật của mình. Do đó người ta nói hãy có chánh niệm, tức là sẽ có được giới. Và bây giờ chúng con xin cung thỉnh Thầy thuyết giảng về năm cái hảo pháp này để Phật tử có thể lắng lòng mà nghe, mà thu nhập được và ứng dụng vào cái Phật pháp ứng dụng của chúng ta. Cũng cho xin kính mời Thầy. Cảm ơn cư sĩ Trần Hiến. Nếu mà nói dừng cái đề tài thì với tất cả những trình bày vừa rồi của cư sĩ Trần Hiến, chúng ta giống như cái rút gọn của cái năm cái chi pháp mà cư sĩ Trần Hiến vừa trình bày đó. Tuy nhiên thì tôi cũng phải góp phần để cho vừa đủ cho cái thời lượng đó. Thì chúng ta nhớ rằng trong gọi là lời của chư Phật dạy, có nghĩa là cái thông điệp mà chư Phật ba đời quá khứ, hiện tại và tương lai đều chia sẻ một cái thông điệp. Cái thông điệp mà mình nghe nó ra thì nó rất là đơn giản, nhưng mà cái đơn giản đó là cái căn bản của cái lời dạy của chư Phật ba đời quá khứ. Chư Phật thuộc về quá khứ cũng dạy như vậy, chư Phật hiện tại cũng vậy, mà chư Phật tương lai cũng vậy. Đó là
chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo đó, thì cái hai cái đầu đó là chư ác mặc tác là chớ nên làm tất cả những cái điều ác, và chúng thiện phụng hành là hãy cố gắng để làm những cái điều tốt đẹp. Thì bây giờ thay vì mình cố gắng để mình đừng làm điều ác, thì bây giờ mình nghĩ đến điều lành đi. Mình nghĩ mình làm điều lành thì tự nhiên cái điều ác đó mình không còn để ý đến nữa. Nhưng mà không dễ gì cho chúng ta nội cái chuyện cố gắng để làm những cái điều tránh xa những điều xấu ác, chư ác mặc tác đó đã là khó khăn cho mình rồi. Tuy nhiên cái sự học hỏi Phật Pháp nó tùy theo cái căn tánh của mỗi người của chúng ta, và chúng sinh trong đó có mỗi người của chúng ta, thì sẽ tùy theo cái căn tánh của mình thôi. Cho nên nói là chớ làm những cái điều ác, chư ác mặc tác, mà chờ, rồi hãy cố gắng để làm những điều hành lành, chúng thiện chúng thiện phụng hành chẳng hạn. Thì ở đây cái năm cái chi pháp đó là giống như mình nói về cái thứ hai, tức là chúng thiện phụng hành, tức là hãy cố gắng để làm những cái điều tốt. Thì cố gắng làm những điều tốt thì tự nhiên những điều xấu đó mình không để ý đến nữa, nhưng mà tự nhiên là mình vượt qua những cái điều xấu đó. Thì thay vì mình nói về năm cái giới, ngũ giới của người Phật tử, tức là như cư sĩ Trần Hiển có nói, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu và các chất sai. Thay vì chúng ta cố gắng để kiểm soát từng cái giới như vậy, thì bây giờ mình nói thực hành ha. Mình không sát sanh thì mình phải nghĩ đến đó, là mình phải có tấm lòng từ bi. Khi từ bi rồi thì tự nhiên cái sự sát sanh là mình cũng nghĩ tới. Xin lỗi với các vị mà đi tới những chỗ vui chơi mà hành hạ các loài thú vật, thậm chí đá gà đá cá này kia, các vị cũng có tại sao con người lạ ha. Ngay cả thật sự những cái trò chơi thể thao mà nó bạo động quá mình thấy mình cũng sợ nữa, vân vân. Thì như vậy thì tại vì sao mình có cái lòng từ bi, mình đã thương người rồi mà thậm chí thương người mình còn thương vật nữa, thì tự nhiên ai mà hành hạ con vật dù là lớn hoặc nhỏ thì mình cũng cảm thấy xót xa, và lại con người nữa là càng xót xa hơn nữa. Thì tự nhiên là mình đâu có mình thương từ bi như vậy, thì tự nhiên cái mà mình xu hướng mình làm hay mình xu hướng theo cái điều mà liên quan đến cái điều sát sanh, hành hạ, đánh đập và giết chết là kia, là mà tự nhiên mà là mình không có bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Tôi kể câu chuyện mà vui các vị, mà tính cách rất là gia đình. Tôi không nhớ là năm nào tôi đi qua Bangkok, tôi thăm mà mẹ tôi, thằng em út tôi, nó đưa mẹ tôi qua Thái Lan, hai anh em với là ba mẹ con gặp nhau. Thì dĩ nhiên đi hành hương rồi thì mình là du khách, mà mình ghé xuống cái chỗ nhà hàng mà nổi đó ở trên mặt nước đó, thì tới đó chơi rồi đến giờ ăn cơm. Nhà sư ở Thái Lan là trước 11 giờ hay là 11 giờ là phải dừng ở chỗ bữa nào đó, mà mình dừng mình ăn ở đó, thì ở đâu dầu nhà hàng nhà chi gì thì họ không để ý đến chuyện đó, nhưng mà nhà sư phải ăn đúng giờ ở đúng ngọ đó, thì nghĩa là khoảng 11 giờ là phải ghé vô bất cứ chỗ nào đó, thậm chí mà đi xe đò của người ta thì có nhà sư ngồi trên đó, thì họ phải nói tài xế là phải ghé chỗ nào, tài xế tự động, mà không tài xế không tự động thì người khác sẽ nhắc dừng xe cho nhà sư xuống dùng cơm trưa nghe. Đúng ngọn thì khi đúng mấy mẹ con anh em dừng cái chỗ đó, cái nhà hàng đơn giản thôi, ở trên mặt hồ, mặt nước gì đó, thì tới đó thì thằng em nó thấy đằng kia có hai người trẻ Thái Lan, nó đang câu cá mà nó bắt được mấy con, nó rộng, tức là nó giữ lại đó. Thì thằng em nó nói: "Ồ, sư anh nè, mình cho mấy thằng ít bạc, ít đồng tiền để cho nó cho mình cá nên phóng sinh đi." Thì thấy cũng ngộ, nhưng mà khi mà hai cái người đó mình lăn la mà làm nói thì nó là mình cho bao nhiêu cho, kia rồi mình lấy mấy con cá đó, thì thằng em nó phóng sinh, nó thả, nó release, nó phóng sinh ra, vân vân. Thì đó, thì khi cái tâm của mình nghĩ đến thương người rồi thương vật thì tự nhiên là cái sát sanh mình không bao giờ nghĩ tới, không nghĩ tới, mình không bảo kẻ khác sát sanh, và mình không hoan hỷ với cái điều sát sanh đó, tức là mình không xu hướng theo, mà một là mình can thiệp, hai là mình tránh, mình không can thiệp được thì mình tránh thôi. Đó thì chẳng như phạt như vậy, thì đó là cái chỗ là gọi là chúng thiện phụng hành đó, tức là mình không làm ác rồi, chư ác mặc tác không làm ác rồi, mà chúng thiện phụng hành, tức là mà làm điều tốt thì tự nhiên mình quên cái điều xấu, thì có tâm từ thì tự nhiên cái sát sanh mình không cần, tự nhiên đó mình nó xa lìa, tự nhiên nó xa lìa cái điều dính mắc vào cái sát sanh đó. Rồi cái thứ hai là không trộm cắp. Thì không trộm cắp thì tự nhiên là phải trước hết mà mình đã không trộm cắp, hay là mình đừng có để ý đến trộm cắp, nhưng mà phải gọi là chánh mạng. Chánh mạng là thế nào? Là chánh mạng tức là tất cả những cái gì mà mình thủ đắc mình có được,
mình làm ra đồng tiền hay vật chất của cải gì á, là bằng cái chánh mạng, tức là chánh mạng là nuôi cái phương tiện, cái phương cách mà tìm ra của cải vật chất để nuôi mạng sống của mình. Chẳng những nuôi mạng sống của mình mà giống như vợ thì làm ra để giúp chồng, hay chồng giúp cho vợ, hay là cha mẹ nuôi con cái, hay con cái hiếu thảo nuôi cha mẹ, thì mình và tha nhân, những người thân yêu của mình đều tạo ra của cải vật chất bằng một cái nghề lương thiện chân thật, thật thà, tức là cái chánh mạng đó. Như vậy thì cái chuyện đi trộm cắp, đục tường phá vách người ta, trộm cắp lấy của người ta, làm sao mà nghĩ tới được. Mình đã nghĩ đến cái chuyện quan trọng ở chỗ là cái của cải vật chất mình làm ra, mình làm thì mình hưởng, mình làm thì mình tiêu xài, mình làm mình giúp người thân yêu của mình. Thì mà khi mình làm như vậy thì tự nhiên cái trộm cắp mình đâu bao giờ nghĩ đến tới chi, đêm hôm rình mò trộm cắp nhà người ta, khóa cửa, mình nghĩ đâu làm sao mình dám nghĩ đến chuyện mình phá cửa phá nẻo người ta mà mình vô vườn vô nhà người ta đã lấy. Cho đó thì cho nên cái giới thứ hai là không trộm cắp, thì cái đối trị cái đó là không trộm cắp là mình làm điều xấu. Bây giờ không trộm cắp là chư ác mặc tác, không làm điều ác mà chúng thiện phụng hành, tức là làm điều tốt. Đó thì mình nâng lên một cấp nữa, tức là mình phải nuôi mạng chân chánh. Thì trong cái vấn đề thú đất tài sản của cải để đáp ứng cái nhu cầu của đời sống vật chất của mình, mà y phục, thực phẩm, thuốc men, chỗ ở của mình đó. Rồi cái thứ ba, không tà dâm thì nó là, đừng có nghĩ, mình cũng không nghĩ đến chuyện tà dâm mà gọi là tiết chế ham muốn, hoặc là thúc liễm tham dục. Tức là tham dục đây tức là đi tầm cầu thỏa mãn cái ham muốn về nhục dục của mình. Thì bây giờ thì mình là thúc liễm tham dục, tức là mình thanh lọc cái ham muốn của mình, sái quấy của mình, mình tiết độ, mình tiết chế. Ví dụ như đời sống người cư sĩ thì khi mà các bậc lớn, mà bậc cha chú, người trên trước của mình có trách nhiệm với mình, cho mình lập thành gia thất rồi, con gái thì lấy chồng, con trai thì lấy vợ, thành lập gia thất rồi, thì người cư sĩ gìn giữ năm giới, thì cái giới thứ ba không tà dâm, thì chỉ có vợ mình và chỉ có đây là vợ và đây là chồng, chỉ có vợ và chồng trong cái đời sống ăn ái này kia thì chỉ có vợ chồng biết với nhau, và không bao giờ dòm ngó vợ, không dòm ngó chồng người khác, và chồng không dòm ngó vợ của người khác. Và cái được cái sự tác thành do cái người lớn tác thành lên gia thất rồi, thì đó do vậy cái sự thúc liễm tham dục của mình, phòng hộ tham dục của mình, gìn giữ tham dục của mình, thì tự nhiên mình tiết chế, tự nhiên mình đi trong cái khung vừa phải của mình thôi, đạo đức lương thiện của mình thôi, thì tự nhiên đâu có ai nghĩ đến chuyện mà dòm ngó đến mình là con gái, dòm ngó đến chồng của người khác, mình là người con trai làm chồng mình thôi, dòm ngó đến vợ người khác, hay ra đường thấy người khác mình là lân la, mình tìm cách để mà phá hại cái hạnh phúc của gia đình người khác. Vậy đó, thành ra cái thứ hai của cái lời dạy của chư Phật là chúng thiện phụng hành đó, thì tự nhiên là mình đã vượt qua được cái là chư ác mặc tác. Mình vượt lên cái thứ nhất là mình không cố gắng để tranh đấu, để đừng làm những điều xấu, và bây giờ mình cố gắng để làm những điều tốt, thì tự nhiên điều xấu mình tránh xa. Cái giới thứ tư á, tức là không nói dối thì mình hành cái pháp chân thật, tức là mình tôn trọng sự thật, lẽ phải, công bằng, lương thiện, chân chất, chân chánh, tôn trọng sự thật này kia, tất cả những cái đó, thì tự nhiên là cái chuyện nói dối đối với một người chân thật, một người hiền lành, một người ngay thẳng, một người lương thiện, cái chuyện mở miệng ra để nói dối, nhất là cái điều mà có hại cho người khác, đối với tôi thì không thoáng qua trong cái đầu của người nói, chứ đừng có mở miệng để nói cái gì. Do đó thì chúng ta thấy rằng cái năm giới của chúng ta là một cái căn bản đạo đức của người Phật tử. Do vậy cái căn bản đạo đức này là chúng ta nâng lên một cấp nữa là chúng thiện phụng hành, tức là làm những điều tốt, tích cực. Thì cái để ngăn ngừa cái điều nói dối thì mình phải chân thật. Mình chân thật với chính mình ngay thẳng. Thật ra thì xin lỗi, ai mà chân thật, đã sống cái đời sống chân thật thì thấy kẻ nói dối thì cái điều đó nó không phù hợp. Và bản thân của mình, mình không nghĩ đến chuyện mà thuyết phục người khác để hiểu một cái điều này mà họ hiểu điều khác. Ví dụ cái này vật này nó tròn mà mình nói sao để cho họ hiểu là cái vật này méo, cái vật này nó méo mà mình phải nói sao cho người ta hiểu rằng nó tròn. Tôi biết sống ở đời có những người mà họ có khoan nói lắm, cái chuyện đó là chuyện 100% là họ nói là sai, họ nói sai, nhưng mà cái câu chuyện họ trình bày mình phải nói là rất là tài tình, họ trình bày rất là hay, mình nghe họ nói có đầu có đuôi, có nhập đề, có thân bài, có kết luận này kia, họ nói như thật vậy đó, nhưng mà biết cái chuyện đó là chuyện 100% nó không có như vậy, nhưng mà cái họ lợi khẩu, họ nói sao hay quá.
thì tôi không biết những người họ nói chân thành như vậy mà điều đó điều sai thì tôi không biết là trong tâm họ như thế nào, tôi không biết. Nhưng mà ở đây mà nói khi mình chân thật ở trong lòng của mình rồi thì ngay cả cái chuyện mà mình không nghĩ đến cái chuyện mình phải thuyết phục người khác hiểu một cái điều, nhất là cái điều xấu ác thiệt thòi cho kẻ khác mà mình dám nói sai sự thật được. Rồi cái điều thứ năm á, cái giới thứ năm tức là không uống rượu say sưa, thì bây giờ đừng nghĩ đến chuyện rượu bia gì hết, đừng nghĩ mà nghĩ mình phải chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là cho tức là mình sẽ như lý tác ý, tức là mình sẽ thấy mà mọi sự mọi việc bằng cái tâm bình thản của mình để biết ra rằng đó là một điều lợi ích. Cái lợi ích của mình ví dụ bây giờ uống rượu say sưa hay là chè chén này kia thì khi mà mình say lên là mình không có tự chủ được. Người ta nói là năm giới, cái giới nào quan trọng thì ta nói là cái giới đây là người ta bình luận với nhau á, chứ tôi cũng không biết, chưa có lúc nào tôi ngồi tôi nghĩ gì đó mà họ nói không có lý. Nó năm giới á, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, đó là bốn giới đầu. Cái giới thứ năm là không uống rượu say sưa. Nhưng nếu rơi vào uống rượu say sưa rồi thì có thể bốn cái giới trước thì làm đủ hết. Tại vì sao? Mình không tự chủ, mình không giữ mình được, mình không giữ mình, không tự chủ, không có đem lại cái chánh niệm tỉnh giác được. Cho nên cái chánh niệm tỉnh giác tự nhiên sẽ nhận ra rượu chè say sưa bất tỉnh, bạn bè rủ ren về cái chuyện đó thì chuyện đó không có tốt đâu. Cho tao làm gì cũng được, nhưng mà cho tao từ chối cái đó đi. Tại vì tao có bản tính là, xin lỗi các vị, đây tôi nói ngôn ngữ bình dân, cái người kia nói bạn là tao mà uống rượu vô là tao sai lên là tao không có tự chủ được. Thì tao không tự chủ được thì tao sẽ làm những chuyện không có tốt đâu. Thành ra mình, tại vì chánh niệm tỉnh giác rồi mà nói cái chuyện đó chuyện không tốt, cho nên mình thấy nó không tốt thì mình từ chối. Mà nhiều lần từ chối để trở thành bạn bè nhìn mình, đừng có rủ thằng nghe, chè chén đừng có rủ thằng đó nghe, đừng có rủ thằng đó, tại vì thằng đó không được đâu, nó không thích chuyện đó mà nó không muốn, mà nó không có bè với mình về chuyện đó đâu. Nó bạn có mà nhưng nó không biết bè với mình đâu. Cho nên tự nhiên á là mình tránh, tại vì mình có được cái năng lực chánh niệm tỉnh giác. Cho do vậy cái năm giới của đạo đức của người Phật tử xin được nhắc lại là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không rượu say sưa. Thay vì mình nghĩ đến chuyện cố gắng để tranh đấu với chính mình về chuyện đó thì hãy nghĩ đến những thiền pháp, không sát sanh thì từ bi, không trộm cắp thì chánh mạng, không tà dâm thì thúc thủ tham dục, không nói dối thì chân thật, mà không uống rượu say sưa thì chánh niệm tỉnh giác. Kính mời anh Hiến. Dạ, như thầy giảng thêm cho chúng ta nghe đây, cho tất cả quý vị hữu có thể nghe và lắng lòng và để mà thấy được. Do đó chúng ta thấy để mà dễ nhớ nhất trong cái năm hảo pháp này, tức là có năm giới, và chúng ta cái năm giới đó là cái gì, chúng ta với những người Phật tử tại gia đều thuộc rành, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say. Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là muốn không sát sanh thì cái hảo pháp tức là thế nào? Tức là phải tạo cái tâm từ bi, lúc nào cũng phải từ bi hiền hòa, dùng cái phương cách để làm thế nào đó để cho mình thấy rằng mình lúc nào mình cũng yêu thương người và vật, để mình làm thế nào để mình lúc nào mình cũng phát triển cái tâm từ bi của mình, để làm chi? Để cho nó có được một cái sự tốt đẹp. Từ cái tâm từ bi đó có thể tỏa ra một cái từ trường, đến độ quý vị lệnh gần con chó nó cũng không sủa, nó lại ngoắt đuôi để theo quý vị. Chúng tôi đã thấy nhiều cái trường hợp đã xảy ra. Và khi mà cái tâm từ bi mình phát triển mạnh thì chắc chắn rằng quý vị không có muốn sát sanh bất cứ hại vật. Nhưng mà tôi chỉ có một điều hơi lạ mà chúng tôi cũng chưa định hỏi thầy, mà chắc thầy giờ không cho phép. Tức là những người nào mà tâm từ bi khi họ coi đánh bóc họ sẽ không có thích. Bởi vì thấy máu me chảy đầm đìa họ cũng sẽ không có thích. Và đá gà họ cũng thích. Tuy nhiên tôi ngạc nhiên là cái xứ Bangkok là một cái xứ Phật giáo nguyên thủy rất là từ bi, nhưng mà tại sao họ lại thích coi cái đánh bóc để mà đấm đá nhau, mặt mày đổ máu tùm lum. Và cái anh cho tôi ngừng đó, tôi tôi kiếm tiền tôi cho anh cái vé để anh qua đến anh sống rồi anh hỏi. còn cái không trộm cắp, cái chế thứ hai đó là chúng ta cũng ai cũng biết rằng mình á, nếu mà không muốn trộm cắp thì chắc chắn rằng mình phải có cái chánh mạng. Chánh mạng tức là mình làm cái nghề nào tốt đẹp để sinh ra tiền, để mình không cần phải gian tham, không cần phải lấy của người, không cần phải lấy của không cho. Tại mình đủ rồi, mình không có cần thiếu thốn để mình phải đi làm những cái chuyện đó. Đó là cái hỗ trợ cho cái giới thứ hai. Cái thứ ba đó là không tà dâm. Cái giới này á, nghe thì dễ nhưng mà thường thường rất nhiều người khó tránh. Tại sao vậy? Thì thấy sắc đẹp
thì dễ bị lục căn lục trần dính vào, nó làm cho mình mê muội và mình ưa thích. Mắt thì thích sắc đẹp, tai thì thích nghe những cái âm thanh mà dịu dàng, mũi ngửi, tất cả những thứ đó nó đều tạo thành gọi là lục căn. Lục căn thì tham muốn, thành ra do đó mình phải làm sao để thúc liễm lục căn, thúc liễm cái sự mà tham dục, tức là ngăn ngừa lại những cái điều đó. Mà nếu chúng ta làm được chuyện đó thì chúng ta sẽ tránh được cái tà dâm. Và thứ tư là cái không nói dối. Cái không nói dối, thầy thì nói rằng uống rượu say thì là tai hại, nhưng mà tôi thì tôi thấy rằng không nói dối cũng rất là tai hại. Nếu mà chúng ta để nói dối thì khi mà nói dối rồi thì cái, mấy cái pháp kia có thể bị khi nói dối rồi thì sát sanh cũng nói là tôi không có sát sanh. Mà khi nói dối rồi thì trộm cắp thì cứ nói tôi không có trộm cắp. Mà khi nói dối rồi thì tà dâm nói tôi không có tà dâm. Thành ra tất cả đều phải mang cái mặt nạ. Và uống rượu thì nói tôi không có uống rượu. Thành ra cái nói dối nó cũng rất là tai hại, cũng coi như là một trong những cái cần phải thanh lọc. Thì muốn không thanh lọc nó thì cái không cái gì hay bằng hay nói lên cái sự chân thật, cái tánh ngay thẳng, và tập làm thế nào trong cái sự thực thà và trung tính của một con người mình không có nói dối, hãy nói lên tất cả sự chân thật. Vì vậy cái pháp chân thật lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu. Và cái cuối cùng là chánh niệm tỉnh giác, là không uống rượu và các chất say. Thì ai cũng biết rằng uống rượu thì dễ bị say sưa, say sưa thì lost control, tức là không kiểm soát được mình, thì dễ làm hư hao. Do đó cần phải giữ chánh niệm, chánh niệm tỉnh giác, đó là cái điều quan trọng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô thượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.